Hello, alo. Chào mừng quý bà con cô bác, quý anh chị, quý anh nhỏ đã trở lại kênh Chí Sĩ Tin Dịp. Chưa? Ở đây là Sĩ Tin đen. Đây là Sĩ Tin gì? Ông báo bông bông. Hôm nay cả gia đình Sĩ Tin đen đi chơi. Đây, ông nội bà nội đây. À, thấy con hổ rồi. Ôi, sao này ít bông vậy? Xem đây, xem đây ít bông vậy. Đây thì đến đây cho vui. Đây, hổ vô họ chụp hình hổ tới đây. Ở đây thì đến đây. À, cổng chính nè. Chưa. Đây là. Đây thì tên đen lại dây cầu tột kia đi. Sẵn sẽ ghi quy một vòng. Okay. Bây giờ lại thống chung cái dịch 5K. Đây. Thả hai xịt lên đây. Đây đây đây, cha đây. Cười cười. Đúng 2 3. Ủa, tin tự tèo được mà. Rồi, được cầu 2 đi, cầu bên đây nè. Móc, 2, 3, bước. Ê, có cả khu vui chơi nữa. Ok, sau khi mà chơi khu vui chơi một tí thì giờ chúng ta sẽ lên trên đây coi hổ. Đây có một cái dừa đặc biệt, sự kiện đặc biệt của đường hoa. Ủa, đây à, ôi mẹ là không giống mà, không giống gì đó hả? Cái này cái gì? Cái này chôm chôm mà. Không phải chôm chôm mà là cái gì vậy? Lên mặt trước cho bay, mặt trước đẹp à? Ờ, không giống, thấy cái ấy giống nè. Thấy măng cụt thì giống nè. Cái kia nó dưa mà tấm tươi vậy hả? Lên hỏi là tên. Ai. Hỉnh tại. Hỉnh chừng chứ. Tên lên hỏi là tên. Lên đây, lên đây. Lên đây chụp hình đây nè. Đây, hổ bên kia. Rồi, chụp mặt trước hả? Giờ chụp má. Má chứ chụp. Nè, đứng đây nè, đứng đây chụp được nè. Rồi đúng hổ đi, hổ nữa. Chụp đây trước đây hay là đâu trước cũng được. Để người ta chụp xong tới cho mình chụp. Chưa, để người ta. Để người ta chụp đó hả? Chạy lên. Thấy không, vậy đi thẳng qua. Rồi ta đang làm nữa nè. Chưa làm xong nữa mà. Đây mình đi sớm mà. À, đang làm chưa xong. Thấy không? Đó.
hả? Ủa em kêu đi vòng qua đây mà. Đây có biển nè, nhâm dần kìa, tá xin nhâm dần. Đó. Ôi, nửa miếng dừa nè. Đây để lại bánh chưng. Đây ra cũng ồ đây biểu tượng có cái dừa nè. Đây giáp rồi đó, đây dây dưa hấu rồi nè, không thấy cánh bòm hả, cái xuồng, cái xuồng xuồng đó, xuồng bây giờ rồi dây hấu nè. Cái wifi miễn phí luôn, có hàng gì năm nay thì cái tài trợ có bị trận sóng nãy mình mới quay xong bị trận cây dừa. Ok dạ yeah. Ok kết thúc hành trình 28 ô 27 tết
vườn hoa. Con leo lên đây đi. Bên kia tự hào. Nè con leo lên. Con đang làm chưa xong. Tự hào Bến Tre. Rồi để ông nội mở. Từ năm trước hay xong 2021, hôm nay 2022. Đáng lẽ là đường làm hoành tráng hơn nữa nhưng mà chưa làm xong. Làm tầng hầm ở dưới, gửi xe rồi ăn uống ở dưới nữa. Lúc đó mới chắc. Ok bye. Đi sao với anh cái xe hộ chi vừa vào đây là. Đây là gì? Hả? Đây là gì? Là xì tên. Nè. Tên gì? Con qua con ngồi đây đi.